từ một con tắm trong bồn cầu, gia đình phát hiện cả ổ tắm chuông sập đầu thẳng trong nhà. Sau khi mời chuyên gia đến bắt rắn một con rắn trong bồn cầu, cả gia đình hốt hoảng khi phát hiện con rắn thực ra chỉ là một phần mổ của tảng măng kiềm. Sự việc trên đã được Nathan Hawin, chủ công ty chuyên gia bắt rắn Wisconsin ở thị trấn Buffalo, Texas, kể lại với CBS News. Theo đó, vào một ngày làm việc cũng bình thường như bao ngày khác, Hawin đã nhận được một cuộc điện thoại từ một gia đình ở Ireland, Texas. Người trong điện thoại hốt hoảng nhờ ông đến giúp họ bắt một con rắn nằm trong bồn cầu của gia đình. Cụ thể, vào một buổi sáng sau khi thức dậy bước vào nhà vệ sinh, cậu bé Joseph Mathadin của gia đình trên đã kinh hoàng phát hiện một con rắn đang thò đầu ra khỏi bồn cầu. Mẹ của cậu bé đã bảo cậu lấy một cái xẻng đến và dùng chiếc xẻng giết chết con rắn. Sau đó, họ gọi chuyên gia đến để mang con rắn ra khỏi bồn cầu. Khi đến nơi, Hawin ngạc nhiên khi nhìn thấy con rắn đã chết. Sau đó, ông nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình, đưa con rắn ra khỏi bồn cầu và xin phép gia đình cho ông kiểm tra toàn bộ ngôi nhà để đảm bảo an toàn cho mọi người. Đó là một loài trực giác. Nếu bạn làm việc đủ lâu trong lĩnh vực này, bạn sẽ phần nào hiểu được loài rắn và thói quen của chúng trong những khoảng thời gian nhất định trong năm, Hawin nói. Nơi đầu tiên Hawin kiểm tra là một căn hầm cánh bão cũ. Tại đây, ông đã tìm thấy 13 con rắn đang cuộn tròn với nhau trong một góc. Với rắn chuông, đặc biệt là loài rắn chuông ở miền Tây, chúng thật sự là những loài động vật thích sống bầy đàn trong những tháng lạnh. Chúng có xu hướng sống cùng với nhau trong những cái hang, Hawin giải thích. Không dừng lại ở đó, Hawin tiếp tục ngồi xổm xuống, bò quanh khu vực bên dưới ngôi nhà để tìm kiếm. Ông nhìn thấy một tấm kim loại cũ trong một góc và ông đoán rằng đây sẽ là nơi mình tìm thấy một hang ổ khác. Và đúng như thế, một tay cầm đèn pin, một tay cầm kẹp bắt rắn, ông đã bắt được hơn 10 con rắn chuông, trong đó có 5 con rắn ngay tại vị trí này. Tổng số rắn ông bắt được là 24 con. Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm nghề bắt rắn, với Hawin, số rắn trên chỉ là chuyện bình thường, nhưng với những người sống trong ngôi nhà này, đây thực sự là một cơn ác mộng đối với họ. Trung bình, Hawin nhận được từ 50 đến 75 cuộc gọi mỗi ngày. Một vài người gọi để hỏi xin lời khuyên, số khác gọi nhờ ông đến bắt giúp những con rắn đi lạc trong ngôi nhà của họ. Dù với mục đích gì, Hawin đều khuyến khích mọi người không nên tự ý động vào những con rắn và hãy gọi chuyên gia đến để xử lý. Hawin nói, tôi dám chắc rằng 90% các trường hợp bị rắn cắn là do có người cố ý động đến những con rắn. Hawin cảm thấy rất tự hào khi công việc của ông không hề giết chết bất kỳ một sinh vật nào mà họ bắt được. Thay vào đó, họ chuyển hoặc quyên tặng những con rắn cho các trường cao đẳng ở địa phương để phục vụ nghiên cứu. Chồng đập mồ và quẳng hai cốt vợ xuống sông chỉ vì người chồng nghĩ vợ theo án nên đã đập mồ vợ, lấy cốt bỏ vào bao quẳng xuống sông khiến dòng họ và người dân địa phương ngỡ ngàng. Ngày 6, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đang điều tra xử lý ông Đặng Văn Khỏe, 55 tuổi, ngụ ấp Phú Đông, xã Phú Long về hành vi xâm phạm mồ mả hài cốt. Theo báo cáo ban đầu của chính quyền địa phương, ngày 2 tháng 10, ông Khỏe đã đập nát di ảnh của vợ, đập bỏ ngôi mộ vợ mình, rồi lấy hài cốt đổ xuống sông. Việc làm khiến người dân và người thân bên vợ của ông này rất bức xúc nên đứng ra tố cáo. Theo chị Đặng Thị Cam, con gái ông Khỏe, cha chị đã đập một bên mộ mẹ mình để lấy hài cốt quẳng xuống sông vào lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 10. Đến nay cả gia đình chị đổ xô đi tìm nhưng chưa kiếm được hài cốt của mẹ. Vào ngày 2 tháng 10, nhiều người dân cắt cỏ xung quanh thấy ông Khỏe đến khu mồ mả đập một phần bên hông ngôi mộ của bà Trần Thị Thơm và ông Khỏe để lấy hài cốt nên liền chạy về báo với gia đình bà Thơm. Khi mọi người chạy đến nơi thì ông Khỏe nói đã lấy số hài cốt đó bỏ vào bao xi măng quăng xuống kính Phú Lạc rồi. Theo ông Đặng Văn Chấm, anh ruột ông Khỏe cho biết thì mấy hôm trước gia đình có nghe ông Khỏe nói, nó theo tao hoài, chắc tao đập mồ nó quá. Ông Chấm mới nói với em đừng có tào lao, nhưng không ngờ ông Khỏe làm thiệt. Ông Chấm cũng cho biết, hôm qua lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường vụ việc. Riêng về ông Khỏe, được địa phương cho về để tiếp tục lặn mò tìm hài cốt của vợ, nhưng vẫn chưa thấy. Được biết, ông Khỏe chung sống với bà Trần Thị Thơm được 14 năm, có được một người con gái. Bà Thơm mất ngày 21 tháng 4 năm 2002, để lại nhiều tài sản cho chồng. Bà được người thân đem chôn cất ở khu nghĩa địa dân sinh nhỏ.